Rồi em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị một số loại cây ha. Nhất là cây khế. Khế này người ta bứng nói khế chua, em cũng không biết khế chua hay khế ngọt nha anh chị. Người ta bứng người ta nói vậy thôi chứ em cũng không rành nữa. Tại mình chưa có ăn trái, mình chắc ăn mà không biết ha. Cây khế, một cây si búp hồng. Đó, cây này si búp hồng này rất là đẹp ha. Cụ đế rất là khủng luôn. Dưới một số cây nguyệt quế nha. Quế khá to luôn nha cô chú anh chị. Cây đầu tiên là cây khế, mã số là 120. Để tại mấy cây này nặng nên em không khiêng lên được nha anh chị. Hoành là 62. Hoành 62. Chiều cao 1m21. Chiều cao 1m21. Đường kính bầu là 73. Đường kính bầu 73. Đế nè, đều gan hết trơn ha anh chị. Đế khá đẹp ha. Quay kỹ cho anh chị xem luôn, bên đây luôn ha. Nó có cái cò quái xuống rất là đẹp. Mã số 120 nha cô chú anh chị. Nó có cần bay xuống rất là đẹp ha. Một cây khế. Rồi cái này giao lưu với anh chị là 2.700.000 nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc mã số 120. Rồi tiếp theo là mã số 121 là cây si. Đó, sọp chứ lộn. Sọp búp hồng. Đây. Đó, búp đó nè anh chị. Rất là đẹp luôn á. Cây này là khủng nha. Ship phí cũng khá là nặng đó chị ơi. Khi không nổi đâu, này chỉ có 3 người khiêng á. Rồi hoành luôn. Nếu mà đo cái cải đo đại của hoành thăng trên này đi. Cái thăng trên này là nhiêu? 55. Thăng trên này là 55 nha. Rồi đo cái nguyên củ đế rồi. Nè. Đó, nguyên củ đế dưới này là chắc cỡ 1m6 anh chị ơi. À, cụ đế dưới đó là 1m6. Hoành thăng trên là 55. Chiều cao là 1m16. Chiều cao là 1m16. Sợp. Khá đẹp nha anh chị. Để em quay kỹ chịu bên này xem luôn ha. Tại mấy cây này nặng lắm, em không có khiêng được anh chị ơi. Không có để khiêng được. Mã số là 121. Rồi cây này giao lưu với anh chị cũng là 2.700.000 luôn anh chị ơi. Em bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Bao ship tới tận nhà của chú anh chị luôn đó. Rồi tiếp theo là một cây nguyệt quế. 122 nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Hàng này khủng ha. Đó. Quá khủng luôn chị ơi. Cây này chỉ có dở một điều luôn. Đế là rất là đẹp ha. Đế đẹp, chỉ có dở một cái là chỗ này ha. Chỗ này hồi chủ nhà xưa người ta nói ta để cái cây vô đó nó cạ chúng nên nó bị chày nè, nhưng mà nó kéo sẹo hết này cô chú anh chị. Nguyệt quế đã xoắn bông chùm nè, lá xoắn nhỏ nhỏ rất là đẹp ha. Hoành thứ này 53. Hoành 53. Chiều cao là 1m09. Chiều cao 1m09, cây này đế đều gan luôn nha anh chị. Đế là khỏi phải bàn luôn đó. 24 giờ luôn. Đường kính bầu là 56. Đường kính bầu 56. Ngoài cái để điều gan rất là đẹp ha. Mã số 123. 122 chứ. Mã số 122. Cái này giao lưu với chị là 2.500.000 rồi anh chị ơi. Em bao ship toàn quốc luôn. Tàn đa rất là đẹp. Rồi tiếp theo là 123. À, cũng là một cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Tàn thiên nhiên rất là đẹp. Lô này đế đẹp lắm nha anh chị. Rồi nó hoành luôn. Hoành thế là 35. Hoành 35. Chiều cao là 82. Chiều cao 82. Đường kính bầu 44. Đường kính bầu 44. Nên chị về tại bên đây mặt bên đây nó bị lũa miếng nè, chút chỗ này tới đây thôi. Chị về cắt ngang đây cũng được nè ha. Mình cắt lùn lại nha anh chị. Chơi lùn lại. Mã số 123. Mã số 123. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 900.000 thôi anh chị ơi. Bao ship luôn 900. Rồi tiếp theo 124. Cây này lùng lực ha. Đế đều gan hết nè. Hoành nó là 37. Hoành 37. Chiều cao 68. Chiều cao 68. Cây đế đẹp lắm nha anh chị. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42.
Rồi cũng 900 ngàn thôi anh chị ơi, bao ship luôn. Cây này 125, cây này đẹp nha anh chị. Đó, đế nè. Đều gan luôn, cốt cành đều từ dưới lên trên luôn nha anh chị. Cây quế lá sắn bông chùm. Loại này cây lô cây này đế rất là đẹp nha anh chị. Hoành là 37. Hoành 37. Chiều cao là 98. Chiều cao 98. Đường kính bầu 46. Đường kính bầu 46. Mã số. Mã số 125. Rồi cái này giao lưu với anh chị 1 triệu 2 ha. Em bao ship 1 triệu 2. Rồi tiếp theo 126. Quá trời cụ bế. Cây này mà cắt lùng lại ha anh chị, cắt lùng lại chơi tàn thiên nhiên là tuyệt vời luôn nha anh chị. Đế đều gan ha. Này chỉ có cái sẹo chỗ này chút, chỗ này xưa nè. Quanh này là 35. Hoành 35. Chiều cao là 74. Chiều cao 74. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Mã số 126. Rồi cây này giao lưu với anh chị cũng 900 ngàn chị ơi. Em bao ship luôn 900 ngàn thôi. 127. 127. Cây này lùng lực ha. Mấy hàng này là mới bứng về luôn nha anh chị, chưa xịt rửa luôn. Hoành cái này là 35. Hoành 35. Chiều cao 52. Chiều cao 52. Đường kính bầu 33. Đường kính bầu 33. Mã số 127. Cây này giao lưu với anh chị 700 ngàn chị ơi. 700 ngàn, 127. Cây rất là lực cây ạ. 128. Cây này thì nó dở gì ơi, dở bên mặt đây ha. Đó. Lỗ bên đây, còn miếng mặt chỗ này thôi, còn mặt chỗ này sống rồi. Ở bên đây thì bình thường. Quanh cái này là 32. Một củ đế. Một củ liền đúng ha, mình 32 cái mặt đây nè. Chiều cao 44. Chiều cao 44. Đường kính bầu 35. Đường kính bầu 35. Rồi mã số 128. Cái này để ghé anh chị 350 thôi anh chị ơi. 350 ngàn bao ship luôn. Để ghé cho anh chị chơi luôn. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích ghế với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi, rất là bán nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích ghế. Này hàng của Đài Loan Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500g là nửa ký đó nghe cô chú anh chị. Em bán gói nửa ký này là 200 ngàn. Em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích ghế luôn nghe cô chú anh chị. Loại này sử dụng rất là tốt. Số anh em đã sử dụng rồi, rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nghe cô chú anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500g này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè cô chú anh chị. Một thôi là mình nếu mà tưới ít đó, mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha quý anh chị. Sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha anh chị. Rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này kìa, siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú anh chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chỉ tưới gốc. Chứ không có phun lên lá ha. Chỉ tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là em mới về loại dây nhôm nghe cô chú anh chị. Dây nhôm đen loại 1 cực kỳ mềm dẻo luôn. Bao hàng anh em luôn, anh em về sửa mà nếu mà cứng thì em sẽ đền lại luôn anh chị ơi. Đó. Cho anh em test hàng luôn. Dây nhôm loại 1 cực kỳ mềm dẻo ha. Em có 4 loại thôi. Chỉ có 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly. Đó. Đồng giá là 150.000 một ký. 150.000 một ký mà em bán một lần 3 ký em mới bao ship nghe anh chị. 150.000 một ký. Ship mỗi lần là 3 ký, em bao ship. Bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Thứ hai là về được cái kìm cắt dây nhôm. Kìm này thì bao hàng bán giữ dằn bán luôn nha anh chị. Cái này anh chị vừa sửa kiển nè, vừa cắt mấy cái cành nè ha, nhỏ 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 rồi. Tuyệt vời luôn ha, em đã xài rồi nè.
Đó, dây nhôm thì em có chỉ có 3 loại thôi, 1 ly, 2 ly, 3 ly và 4 ly. Nói chung là từ 1, 2, 3, 4 này là anh chị là sửa dây từ cây tầm trung trở lại là được hết trơn rồi. Chừng kia cây đại bự với bự mới dây lớn thôi. Đó, dây bảo hành là anh em là mềm dẻo luôn ha. À, 150.000 ký mà bán mỗi lần là 3 ký bao ship nghe cô chú anh chị. Đó, 1, 2, 3, 4, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly là vừa cho anh chị sửa cây hết rồi. Với hai kìm cắt kẽm có thể nhấp cành được luôn nha anh chị, 150.000 một cây bao ship. Tiếp theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi. Rất là im, nên em giới thiệu cho cô chú anh chị. Cái này là này công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120.000. Đó, em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em đã sử dụng rồi, em mới giới thiệu cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á. Có 120.000 nhưng mà cực kỳ bén luôn đây. Nè, cây em xài cả năm trời đó anh chị thấy không? Nè, nè, cắt rất là mượt luôn á. Mặt cắt nè anh chị thấy ha, rất là bén nè ha. Đó. Rất là bén ngót luôn. Đó, anh chị xem ha. Này, này hàng cũ này em đã xài rồi nè, gần cả năm nè, xài rất là ok nha chú anh chị, bền rất là bền, 120.000 nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật, 120.000 thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship nó có hai loại, một loại màu cán đỏ với trắng với một loại đen, cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe của chú chị, rất là sắc bén luôn. Nè, một loại tỉa là tỉa dài với một loại tỉa là tỉa bầu. Đây, em lấy cho cô chú chị xem ha, cây cực kỳ bén nha. Cái này kéo tỉa này đồng giá là 180.000 một cây, làm rất là đẹp của chú chị xem ha, rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nghe anh chị, in chìm luôn ha. Đó, rất là bén. Em bao bán mấy cái hàng này là em bao bán, em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bán thì trả hàng lại cho em ha, điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó. Thì cũng đồng giá là 180.000, em bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp. Một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng có Nhật hết trơn nha anh chị, công nghệ Nhật hết, bao bén hết vô anh chị. Đó. Đây, in chìm hết nghe cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350.000 một cây. Đó. 350.000 một cây, em bao ship. Cô chú anh chị xem ha. Cây rất là đẹp. Đây là cặp xéo rồi anh chị, bao bén luôn ha. Mình có thể cắt cành, cành nhỏ hoặc là cạp ha. Rồi tiếp theo đây là cặp tròn. Đó, em lấy từng cây ra cho quý chị xem. Cặp tròn giá chỉ 350.000 một cây. Đó, em bao ship luôn. Cặp tròn đây anh chị. Đó. Hàng rất là chất lượng ha. In chữ chìm luôn không nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa. Này là cưa lách. Cưa này đúng là hàng tuyệt phẩm nè anh chị, giá chỉ 70.000 mà bao ship luôn. Em bao bán cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha, nè em bao bán luôn. Đó, rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe anh chị. Đây nè, cưa lách nha anh chị. Đó, chỉ có 70.000 mà cưa lách này anh chị mua hai cây em mới ship nha cô chú anh chị. Mua một cây em không ship tại vì bán có 70.000 mà chị kêu ship một cây nên lỗ nha anh chị. Nè, bán nếu mà cưa lách thì phải là hai cây em mới ship 70.000 một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây nha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè anh chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á. Nha, 1 2 cây. 3 cây. 4 cây rất là bén. 5 cây.
6 cây, 7 cây, 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ kèm theo một cục đục nghe chị, tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000. 8 cây 390.000 em bao ship. Tặng thêm một cái dùi cui đục luôn nghe cô chú anh chị. Đây, dùi cui rất là đẹp ha. Còn mấy hàng này rất là bén nè chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha. Này em bao bán cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bán thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục. 8 cây đục với một cái dùi cui 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.